Vâng, chào mừng các bạn đến kênh Tôi Yêu Nghề. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn các thông số mà mình cài đặt trên con biến tần EcoFlower của mình hệ 3K8 24V. Thì những cái con này EcoFlower hoặc là những cái hình biến tần nó giống gì, hoặc là con Sumri thì nó đều na ná cài đặt tương đối giống nhau các bạn. Thì cho nên là mình sẽ hiện tại mình đã cài những thông số này, mình thấy xài ok ổn định với cái pin lưu trữ là 280Ah của mình. Thì mình chia sẻ cho bạn cách cài đặt của con biến tần mình đang cài ha. Thì đầu tiên á, để mà cài đặt được á, thì các bạn phải thao tác cái bạn có 4 nút trên màn hình nè. ESC là cái nút là mình thoát ra màn hình chính. Nút up này là mình sẽ mũi tên lên, và mũi tên xuống, đau là xuống. Mũi tên để mình chọn các bạn thông số lên xuống. Enter này là mình chọn lưu giá trị lại. Thì trước tiên bạn thấy là hiển thị, nó đang hiển thị cái output là 220V nè. Input là của PV hiện tại nó tạo ra là 467V. Hiện tại bây giờ là đang là 5 giờ chiều rồi, cho nên nó chỉ tạo, ở nhà mình đang xài hiện giờ có cái đồng hồ là 335W. Thì bây giờ của biến tần nó sẽ tạo ra 400W để nó dư cho mình xài trong gia đình mình. Còn mình xài hơn nữa thì nó sẽ kéo ra, nếu mà thiếu nữa thì lấy pin lưu trữ. Rồi bây giờ mình sẽ trở về vấn đề chính, mình sẽ cài đặt cái thông số. Đầu tiên để cài đặt cái thông số thì mình sẽ nhấn Enter ha. Nhấn giữ 5 giây thì nó ra 00. Thì bắt đầu mình sẽ nhấn Down ha. Down cho nó lên chỗ số 1 nè. Thì ở 01 này nó có là SPU. Tức là khi mình sẽ chọn chế độ SPU là Solar Battery là pin lưu trữ, và U là điện áp các bạn. Thì đó là cái thứ tự ưu tiên để cho mình sử dụng cái nguồn điện ra. Đầu tiên là tấm pin năng lượng mặt trời. Khi mà tấm pin năng lượng mặt trời nó hết á, thì nó sẽ qua cái battery là pin lưu trữ, và U, nếu mà hết pin lưu trữ nó sẽ qua U là lấy điện lưới của EVN ha. Thì nếu mà mình muốn thay đổi cái này thì mình sẽ nhấn enter và mình sẽ nhấn nút lên hoặc xuống để nó thay đổi giá trị. SPU, SUB, SUB ở đây là solar và cái điện áp của EVN, và cái battery là đầu tiên, đó là cái nguồn ưu tiên các bạn. Mình lặp lại, mình nói lại, cái số 01 này là mình chọn nguồn ưu tiên, thì mình đang cài đặt là SPU, thì bạn cứ cài theo SPU ha. Và tiếp theo mình sẽ qua số 2. Số 2 là đây là cái dòng sạc của mình. Hiện tại mình đang để là 50A cho cái bộ lưu trữ 280Ah của mình, 24V. Hiện tại mình sẽ cài là 50A là mình đang để ha. Thì nó sẽ có từ 10A cho đến tối đa nó là 110A. Nhưng mà thường thì mình sạc cho nó 50A thôi để cho nó bền pin lưu trữ mình ha. Rồi tiếp theo đó là số 2 là dòng sạc ha. Số 3 là UPS, thì cái này nó cái điện áp đầu vào nó thì nó mặc định rồi. UPS thì mình sẽ để mặc định theo nó ha. Rồi cái số 4 mình cũng để mặc định là SDS luôn. Thì các bạn cứ để mặc định theo mình vậy. Số 5 là USA. Số 5 này là cái lựa chọn cái pin lưu trữ các bạn. Thì mình ở đây là mình đi mình có dưới đây này là USE này là mình sẽ tự điều chỉnh cho nó. Còn là IB này là của pin lithium nè. Còn AGN là pin bình ắc quy nè, thì nó sẽ lựa chọn cho mình. Đó. Cho nên mình ở đây mình sẽ chọn là USE ha để mình cài đặt nó. Rồi tới số 6. Số 6 này là nó sẽ tự động khởi động lại khi mà nó xảy ra quá tải. Ở đây là LTD này là nó mặc định là không ha. Rồi số 7 này là
tự động khởi động đại khi xảy ra quá nhiệt thì mình cũng để mặc định là không luôn, mình sẽ không cho tự động lại ha. Thế số 8. Số 8 là điện áp. Đây là điện áp đầu ra, nó là 220V và nó sẽ có là để 230V nữa, nhưng mà mình sẽ chỉnh là 220V thôi bạn. 230V thì sẽ làm biến tần mình nó làm việc nó nặng hơn thôi. Nên mình để 220V ha. Số 8. Số 9 là tần số 50Hz. Đó, số 9 là tần số 50Hz thì mình lấy điện 22 50Hz thì mình cứ để 50Hz. Rồi số 10, số 10 này là cái dòng bắt thì mình cứ để thinh mặc định cái dàn sức ha. Rồi số 11 này là cái dòng sạc cho cái điện lưới, sạc cho cái pin lưu trữ các bạn. Thì do cái bộ EcoPower này nó thấp nhất là 10A, nhưng mà có một số máy Samri á thì nó có thấp nhất là 2A, thì mình nên khuyến khích các bạn để 2A để cho nó sạc duy trì cho cái ha. Mình đây thì do nó cái bộ này nó thấp nhất là 10 cho nên mình không có thể giảm xuống 2A được. Rồi tiếp theo là con số 12. Số 12 là cái số đây, số 12. 12 là cái mà điện áp khi mà nó tuột xuống á, dưới 24.5V á là nó sẽ tự bypass qua điện lưới. Đó, khi mà điện cái bình battery mình lưu trữ mình á nó giảm xuống 24.5V là nó sẽ cho là nó sẽ bypass qua lấy điện lưới xài ha. Đó, mà mình cài là 24.5V. Còn số 13. Số 13 là khi mà điện áp nó lên cái ngưỡng mà 25.5, hiện tại mình đang cài 25.5V á là nó sẽ tự động nó sẽ cho sử dụng lại điện của pin lưu trữ lại. Mà tự bypass sử dụng pin lưu trữ ngừa lại ha. Thì đây mình đang cài là 25.5. Tiếp theo số 14. Số 14 là ở đây là số 16 cho lộn. Số 16 là cái OS này là mình sẽ lấy ưu tiên cho tấm pin để sạc cho pin lưu trữ thôi bạn. Cái OS đó OSO đó là mình sẽ lấy tấm pin, mình chỉ là cho nó sạc từ tấm pin lưu trữ thôi. Ủa lộn, từ tấm pin năng lượng mặt trời thôi, chứ không có lấy điện lưới để sạc các bạn. Còn mà các bạn chỉnh cái mục mà SNU á thì nó mới ưu tiên cho sạc điện lưới, lấy điện lưới sạc. Còn nếu mà chỉnh thêm cái CSO á thì nó vừa sạc của điện lưới mà nó vừa lấy tấm pin năng lượng sạc luôn. Đó. Thì nó là vậy. Nên sẽ ở đây mình cài là OSO ha. OSO là chỉ là sạc từ tấm pin năng lượng mặt trời thôi bạn. Rồi tiếp theo số 17, 18. 18 này là cái tiếng beep báo động thôi bạn. Mình đang để chế độ off nè, để khi mà có lỗi nó sẽ báo mà mình nghe tiếng lỗ tai lắm, mình để chế độ off. Đây cái gì 19. 19 này là cái tự động trở lại màn hình mặc định, tự động trở lại màn hình chính các bạn. Rồi 20 mình cứ để thinh vậy. 20 này là cái kiểm soát đèn, cái đèn nền màu xanh này nè, nếu mình đang on thì nó xanh hoài, còn nếu mình off thì một chút nó sẽ tắt ha. Mình đang để on. 22 cũng on luôn, là tiếng beep. Cái này là cái tiếng beep của màn hình chính, là mình cứ để thinh vậy. 23 mình cũng lấy chữ ký hiệu luôn ha. Thì những cái thông số nào 26 này là cái dòng sạc thả nổi nè, khi mà nó sạc lên 28.5V thì nó sẽ sạc từ lại đó. Còn 27 ha, là nó cũng dòng sạc từ luôn, nó giống như là sạc 3 giai đoạn các bạn. Còn nếu mà 24 là ở cái số 24 này là khi mà cái bình mình nó giảm xuống 24V luôn á, pin lưu trữ mình á, là nó sẽ ngắt, nó không cho đầu ra 220V cho mình xài nữa, nó sẽ ngắt luôn. Thì nó ngắt ngắt điện ra, input ra,
nó ngắt cái điện output ra là nó sẽ sử dụng điện năng lượng mặt trời, sử dụng điện lưới ha. Rồi những thông số còn lại thì các bạn cứ để theo mặc định của nhà sản xuất đi, người ta đã cài đặt cho mình ok hết rồi. Thì đó là những cái số mà mình đang cài đó bạn, các bạn cứ nhìn theo mà các bạn cài theo mình, hoặc là các bạn tham khảo những nơi khác bạn cài theo người ta ha. Thì mình thấy đang xài, mình đang cài như vậy là thấy xài đang ok nè bạn, xài thấy là đang ngon lành. Từ một tháng giờ là mình chưa sử dụng, mình chưa lấy điện lưới ha. Đó tới đây là nó trở lại 01 rồi. Để nhắn trở lại hình chính thì nhắn như thế này nè, trở về hình chính đó. Hiện tại cái von của mình đang là von của mình là 27.2 V ha. Đó, cái PV là 441W. Hiện tại nó chưa có xả cho nên cái battery nó ra cái mà sạc á, sạc PV nó giờ nó không sạc là 0.03. Cái điện áp PV hiện giờ là 193V. AC là không hẹp tại vì mình không có đấu cái nguồn AC vô hết mà. Mình không có đấu nguồn AC cho nên nó không có hiển thị lên đây. Đó. Rồi đó là những cái gì mà mình cài đặt cho con biến tần này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ha. Có gì các bạn góp ý mình. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau ha.